bạn đã quay trở lại với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thủ thuật nhỏ ở trên ứng dụng YouTube, đó là làm như thế nào để các bạn có thể xóa được cái những cái từ khóa mà các bạn đã tìm kiếm ở trên ứng dụng YouTube nha. Thì để làm được điều này rất đơn giản luôn, các bạn hãy mở ứng dụng YouTube của các bạn ở trên điện thoại lên. Sau khi mở ứng dụng YouTube của bạn ở trên điện thoại lên thì các bạn sẽ chạm vào cái biểu tượng hình đại diện trang cá nhân của bạn ở trên YouTube nha. Các bạn chạm vào đây. Sau khi chạm vào đây xong thì các bạn sẽ tiếp tục chạm đến cái mục đó là dữ liệu của bạn ở trong YouTube nè. Các bạn chạm mục này. Sau khi chạm vào cái mục này xong thì các bạn sẽ lựa chọn những cái trình duyệt để mà các bạn có thể mở nó lên. Thì ở đây mình sẽ có cái mở ứng dụng đó là Google Chrome nha. Còn tùy với những bạn có điện thoại đó là iPhone á, thì các bạn sẽ mở ứng dụng Safari và các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản YouTube của bạn vào nha. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn kéo từ xuống phía dưới. Các bạn kéo từ xuống phía dưới. Và các bạn sẽ thấy ở đây có một cái mục đó là lịch sử tìm kiếm nè. Lịch sử tìm kiếm ở trên YouTube nè. Các bạn có thể thấy rất chữ rất to luôn, lịch sử tìm kiếm ở trên YouTube. Thì ở đây là những cái từ khóa mà mình đã tìm kiếm ở trên YouTube mà. Đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó, đây là những cái lịch sử, những cái từ khóa mà mình đã tìm kiếm ở trên YouTube. Và mình muốn xóa cái lịch sử này thì các bạn sẽ chạm đến cái mục đó là quản lý lịch sử tìm kiếm ở trên YouTube nè. Các bạn chạm vào mục này. Sau khi chạm vào cái mục này á, thì mình thấy rằng là cái mục quản lý lịch sử tìm kiếm ở trên YouTube á, thì nó sẽ không có giống như là cái quản lý những cái video đã xem, nó sẽ xen lẫn nha. Các bạn có thể để ý ở đây, các bạn sẽ thấy nè, đây là lịch sử những cái từ khóa nè, và ở đây là lịch sử của cái video nè, thì nó sẽ trộn lẫn lại và nó sẽ không tách riêng ra. Cho nên là các bạn chỉ có một cái tùy chọn thôi, là các bạn sẽ chọn là phải là xóa hết tất cả những cái từ khóa. Thì ở đây mình có các mục, các bạn chạm vào cái mục xóa nè. Các bạn chạm vào mục xóa thì ở đây sẽ hiển thị ra cho bạn nè, cái xóa những cái giờ vừa qua nè, hoặc là xóa vào cái ngày gần nhất. Các bạn chạm vào xóa ngày gần nhất, hoặc là xóa từ trước đến nay, hoặc là các bạn chọn cái là phạm vi tùy chỉnh, có nghĩa là từng xóa theo từng ngày mà các bạn mong muốn nha. Thì mình thấy rằng là cái phần mà xóa cái từ khóa nó có xen lẫn với cái phần những cái video đã xem, cho nên là nếu mà các bạn muốn xóa thì các bạn nên chọn cái phần là xóa hết để cho không còn cái từ khóa nào hiển thị lên trên cái phần tìm kiếm của các bạn nha. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể là xóa hết tất cả những cái từ khóa mà các bạn đã tìm kiếm ở trên ứng dụng YouTube. Nếu thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.